Sò đậu má nó rửa bình kiểu này thôi chứ hết đường. Uổng cái công em rửa bình nha. Tôi nói vậy đó, sao chứ nó lên trên trên pin đen thui hết, bữa trước đốt bên kia đã đen kịt rồi. Giờ vậy thôi chứ đường đâu nói. Xin thua. Sáng mai coi pin nó đen thui luôn. Bữa em coi rồi mà. Tay mà nó cày khô cái nữa em nói anh Tịnh ra nó đen kịt luôn. Cái bụi nó quay lên xin lỗi luôn, như cái mê anh Hồng cái mê trước đó, cái nhà trước đó. Đây sát đít mê anh Dõn là lãnh hết rồi.